công nhận form, và đó là đội trưởng Boss MVN 7 đều dành của bên phía của Boss. À, xin chào tất cả các bạn, mình là Ali, mình tên là Trịnh Duy Hoàng, nickname trong game của mình đó là Ali. Và mình hiện tại đang là đội trưởng của team Boss FVN. Và mình chơi game này cũng được khoảng 9 năm, nhưng mà cũng có những thời gian mình phải nghỉ. Và cái thời gian đó là cái thời gian mà áp lực từ phía gia đình, từ phía cộng đồng, từ phía mọi người thân. Thì người ta có những định kiến là chơi game không có tương lai. Và bằng những lúc như vậy thì mình cũng rất là nản lòng, nhưng mà cũng có khoảng thời gian cũng có người yêu nữa, nhưng mà vào khoảng thời gian sau này mình cũng nỗ lực hết mình, vì đó là đam mê của mình. Mình muốn thể hiện cái bản lĩnh của mình, cái đam mê của mình, cho nên mình cố gắng theo đuổi tiếp tục cái đam mê của mình. Và đó cũng là cái định mệnh vào cái năm 2014-2013. Và mình lúc đó mình vô địch Việt Nam và được đại diện Việt Nam đi giải ở Hàn Quốc, CFS. Và lúc đó về thì mình được giải nhì, và cũng một cái duyên nữa là từ lúc đó lệnh cấm xếp ở Hồ Chí Minh được gỡ bỏ. Và từ đó đột kích dần dần phát triển, ngày hôm nay rất thành công. Và mình chơi chuyên nghiệp khoảng được 4 năm. Mình được từ khi chơi game thì game đem lại cho mình đó là được cái khát khao của mình, đam mê của mình được thực hiện nè. Mình và về mặt vật chất á, thì mình có thể để dành được một số tiền kha khá, và mình cũng tự mua cho mình được, không phải khoe các bạn, nhưng mà thật sự không, có lẽ là do may mắn, cũng có đồng hương của mình vẫn có dạy, nhưng mà có vẻ làm ăn không được tốt hay sao đó, nhưng mà mình thì vẫn để dành được một số tiền mà thiết kế cho mình được một miếng đất. Đó là số tiền mình dành dụm được khoảng 4 đến 5 năm, đó là tương lai của mình. Và mình có những cái định hướng sau này, đó là sau khi nếu có duyên nữa, sau khi không còn chơi được thời đỉnh cao nữa, thì mình muốn chuyển qua bên Caster, và cũng có những một số công ty hỏi về mình cái vấn đề đó. Khoảng thời gian đầu á, thời gian khó khăn thì cũng không thể nói được, cũng không nói về là ba mẹ không ủng hộ, tại vì thời điểm đó thì mình đang đi học, và thì ai cũng có định kiến là đi học có bằng đại học ra trường thì cũng có việc làm ổn định. Nhưng mà khoảng thời gian kinh tế sau này thì có lẽ mọi người đã có nhìn thoải mái hơn về cái xã hội, có nhìn thoải mái hơn, không nhất thiết phải học đại học mới ra có việc làm ổn định, mà có thể tự lo được cho bản thân, game cũng được, hoặc học trung cấp cũng được, hoặc là vừa tốt nghiệp xong mình có một ngành nghề mà mình yêu thích, mình có thể sống với ngành nghề đó. Trước tiên thì mình có đi begin Cybercore và boss cũng là một cái duyên. Lúc là bắt đầu sau những trận thua cuối năm thì anh em tan rã, và được lúc đó là anh Dũng bên boss anh tài trợ. Và cái khi mình gặt đầu ở cái boss, và ở thời gian cũng có những lời mời khác của những nhà tài trợ khác, nhưng mà cái giữ chân mình là ở lại được với boss, đó là cái tình cảm của những anh lớn ở trong boss dành cho team. Ở đó không còn là những cái bản hợp đồng, không còn những là kiểu người mua người bán nữa, mà ở đó là tình cảm anh em, họ sẽ giúp, sẵn sàng giúp mình những lúc khó khăn. Cho nên cái điều mà mình ở lại với boss và cộng đồng, những 500 anh em của Ali cũng yêu thích cái mắt boss nữa. Cho nên mình, cái đó là một cái duyên về lại với boss. Những thời điểm mà boss sẽ gặp khó khăn đó là cái giai đoạn cuối 2016 và đầu 2017, cuối 2016 là cái thời điểm mà team boss, cái meta đó là có Ali, Ốc, Udo, Sadi, với lại Ali, Ốc, Udo, Sadi, lại là guitar nữa, năm chàng meta là mình kỳ vọng, mà cả cộng đồng Việt Nam kỳ vọng cái đội hình đó có thể lật đổ được Trung Quốc. Nhưng mà đó là một cái cú sốc cực kỳ lớn khi mình đã để xảy chân ở trận chung kết CFS. Đó là khoảng thời gian tồi tệ với Ali, với năm anh em, và chuyện gì đến cũng đến, nó đã bị rã tim. Và duyên số thì đã đẩy Ali, gọi là những tài năng trẻ lên. Và Ali định hướng là tài năng trẻ luôn luôn khỏe hơn những anh chàng có tuổi. Có lẽ là Ali may mắn. Những lần Ali ngồi chung với anh Ốc, Ali học của anh Ốc được những cái hay, đó là cái cách gọi là mềm ở trong tim. Và khi học với anh Quang, ngồi chung với anh Quang là cái khoảng thời gian ngồi sơ sơ begin, thì Ali lại học được một cái hay của anh Quang, đó là trực. Và khoảng thời gian Ali tự nhận cho mình, đó là tự nghiệm cho mình, và mình cần phải có một cái dung hòa, cần một tim, cần phải một cái người đó để dung hòa lại năm cái tính con người trong tim, thì những anh em nó chơi thân với nhau, thông cảm được với nhau, hiểu nhau, thì lúc đó vô game mình rất bộc phát được hết cái năng lượng của mình trong game. Là cách Ali xây dựng team là Ali chọn con người, rồi tới kỹ năng.
đó là một cái kỹ năng, một kỹ năng mà cũng là một cái kinh nghiệm. Ở đây kinh nghiệm thì chỉ có đổ thì hãy đổ bằng xương máu thôi. Đó là Ali có tới 3 lần bước vào chung kết thế giới, Ali thua. Có N lần bước vào chung kết Việt Nam, Ali thua. Và những lần thua đó Ali rút cho một cái bài học đúc kết, đó là dám nghĩ nhưng mà lại không dám làm. Thì Ali có cái kinh nghiệm chia sẻ là cho những người đội trưởng, những người gọi là chiến thuật trong team, là cái gì nghĩ làm đi để mà không phải hối hận. Và cái chiến thuật Ali đưa ra thì thật sự Ali không gắp trên cái nền tảng gọi là mặc định. Ali không gắp mặc định, Ali chỉ gắp theo gọi là đối phương gắp như thế nào, Ali sẽ cố gắng đưa một bài đánh kỵ lại. Và ở đó làm sao được những cái bài đánh đó, là Ali làm một cái team, Ali phát huy trên sức mạnh của 5 con người, đó mới là cái mạnh nhất. Chứ không phải là mình đưa ra một bài đánh mà gọi là hay nhất. Cái bài đánh mà hay nhất khi là người đội trưởng phát huy được từng thành viên có những cái bước đi mạnh nhất, thì đó mới gọi là bài đánh đẳng cấp. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.